Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh món chay của mẹ quê. Hôm nay em vào bếp làm một món chay nhanh gọn đơn giản để ăn sáng nha. Là một món chay từ đậu hũ, đó là đậu hũ sốt xí muội. Đậu hũ thì béo béo, sốt thì mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay, thơm mùi xí muội. Món này mà ăn chung với bánh mì là vô cùng ngon. Cách làm thì siêu đơn giản luôn, còn nguyên liệu thì rất là dễ mua, chỉ cần có xí muội nè và đậu hũ trắng là được rồi. Lấy một miếng bánh mì, thêm một miếng đậu hũ, vị béo béo, thêm một chút sốt xí muội thơm thơm. Quá hấp dẫn phải không quý cô bác? Phần nguyên liệu thì em đã ghi trên màn hình cho quý cô bác tiện theo dõi rồi đó. Chỉ cần có đậu hũ trắng nè, xí muội, mà loại xí muội vị mặn nha quý cô bác. Về gia vị thì gồm có tương ớt, đường, hạt nêm chay, dầu ăn và nước mắm chay. Thêm một ít gừng cắt sợi nữa nha. Ăn cùng thì em có 2 ổ bánh mì. Rồi bây giờ quý cô bác vào bếp cùng làm với em nha. Đậu hũ em sẽ cắt thành những viên nhỏ cho vừa ăn. Sau đó cho vào chảo dầu, chiên cho nó hơi vàng một chút xíu thôi. Hơi vàng thôi chứ không có vàng giòn nha. Đậu hũ vừa vàng, nếu mà dầu còn nhiều thì quý cô bác trút qua cái chén, chừa lại một ít dầu trong chảo thôi. Tiếp theo là cho gừng cắt sợi vào, đảo đều, sau đó nêm vào đây 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm chay, 2 muỗng cà phê nước mắm chay và 1 muỗng canh tương ớt. Nếu quý cô bác không có ăn cay nhiều thì bớt lượng tương ớt lại nha. Cho vào đây một chén nước lọc. Quý cô bác muốn ngon hơn thì có thể dùng nước dừa tươi. 2 viên xí muội lúc nãy em đã cắt nhỏ nó ra như thế này, đặng bỏ cái hạt ở bên trong. Và tiếp theo cho hết phần xí muội đã cắt nhỏ vào trong chảo này luôn. Bây giờ thì nấu ở lửa liu riu, đến khi nào mà phần nước nó sắc lại là được rồi ạ. Quý cô bác nào có thể mua được tương ớt xí muội ở ngoài chợ thì chúng ta làm món này sẽ nhanh gọn hơn. Còn nếu không thì mua xí muội cái vị mặn là có thể làm được ạ. Cái mùi của nó rất là thơm, thơm cả mùi gừng và cả mùi xí muội. Khi thấy phần nước sệt lại rồi thì múc ra chén thôi. Đã hoàn thành xong món ăn rồi đấy ạ. Bây giờ chúng ta chỉ cần lấy bánh mì chấm vào nước là có thể ăn. Một món chay nhanh gọn cho bữa sáng phải không quý cô bác? Em rất cảm ơn quý cô bác đã xem video của em nãy giờ nha. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác thật nhiều niềm vui và sức khỏe và luôn có những bữa chay thật ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác nha.